Bố mẹ tôi bị nạc bèn, nằm lại lý nổi bị nòng côn tay thái, tay mông, tay khư mù. Quan Việt, mèn quam, mi lái nòng có bài thỏi tỏ lừa. Chợ bài trường, năm chú ăn đầy học hiền, có mèn ăn khôn nhạc, năm mới nòng. Năm hẳn, con chơi tay bọc sử hơ mới nòng, xì chơi tay bọc Quan Việt hơ bí nòng côn tay, mèn ăn đầy, ao hửn khúc, hoa ngành giáo dục mầm non, tiểu học, ca chú huyền Mương Pù. Mà năm lớp hiền đầy tẻ bọc lừa xong quam nỉ, hao sẽ đầy hụt tướm, mưa đầy án nỉ. Tiết học quam tiếng Việt, hóa học sinh lớp 1, tỷ trường lẻ Ban Sơn, trường tiểu học Châu Hội 1, huyện Quy Châu. Cả nỉ, mèn học sinh tỏ mèn côn tây thải. Mi lại ăn mớ năm mươi nòng. Tăng nỉ mèn ăn, cứ cố rào, nhăng tẻ bọc, hơ mấy nòng hủ đầy, quam Việt mờ. Ban đầu thì không hiểu cho nên là cô cứ phải nói chung là nói cả hai thứ tiếng á để dạy cho các em thôi. Dù cũng còn cách chơi cúc lan bổ hủ, khứ hành và mấy cô phải và song quam cứ tại bọc hơn mười lan. Dù quốc nỉ xí mơ hương ảnh mề có bò và quam Việt năm mười lan. Tại chờ men hến cô sẽ lan nhân lươm, men có nhắc tham lừa quam tây thải, cô phải bọc sòn tửm. Cô giáo tại bọc song quam, men quam tay tầng quam Việt cứ tài bọc hơn nọ học sinh, men ăn ỉm hên cà chu lượp hào cúc rủ mương sung. Năm ni men ăn điêu nừng cứ tài bọc hơn mấy nòng hù ngài. Năm hẳn chớ sòn chu giáo viên nhân và đầy quam tay cứ rứt lượp hào cúc bi hiên, men ăn nhân đầy lai trương rủ Quy Châu sòn kế đơn đê ản, men tài bọc quam Việt hơ mấy nòng rủ mương sung. Cái mục tiêu của chúng ta đưa ra tại cái thời điểm như những năm trước đấy á thì là ta chỉ mong là trẻ là mạnh dạn này ăn và thu khỏi ở ở còn đi tơ mèn hơ mê lan muộn tân mèn tam ma trường hai họ chết đi xì mê lan của im hủ lẻo của hiểm hủ đọc sang lơ hở nhằm chẳng triển ma chơi triển tựa quan Việt và dù bậc tiểu học mới nòng đề hủ hiên hủ tèm tè chú quan Việt xì chơ tài bọc hơ mấy nòng hù tửm quan phổ thông, mèn ăn, đầy tèng ọc tè bậc hiên mâm non. Cái chù quam tài bọc chơ triển, cứ mấy đầy chơ mà, ao quam Việt, hào cứ mấy nòng hù ngài. Hù đầy quam phổ thông, còn chơ hào lập một. Trong quá trình dạy, chúng tôi đã tổ chức cho các giáo viên là lồng ghép ghi tiếng Việt cho trẻ. Quân chơ tài bọc thì tu hỏi im bọc sòn giáo viên. Ao quan Việt hào tẩy bọc hơ mê lan, quân chủ chờ. Cái hàn xì và lan và bảy nhăm, xì cô giáo có phải bên tân bọc sòn hơ mê lan. Lăng hàn lan chẳng vả này xam, họt xỉ quam. Là trương chẳng mi chơi điều. Hai và ăn hiến hò, hong chủ trương tiểu học tân mâm non, dù chu huyền mương sung, mèn mi này tỉ cư tẩy bọc quan Việt, quân hơn trường. Năm hẳn, chú nào học sinh phải hủ đầy quan vả quan phổ thông. Tệ hẳn và mươi cô chẳng mi chơ mèn bè bên quam, tầng chơ vả. Tệ hẳn và mươi cô chẳng mi chơ cứ bè bên quam, soi hơ mê nòng hủ đầy quam phổ thông, ế sang nơ đầy ngại nhất. Năm hẳn và lai nòng mi quân lượp nừng. Thì trước đây là chúng ta chỉ tăng cường tiếng Việt, tập trung vào cả cái tiết học tiếng Việt ở trong trường học. Tuy nhiên bây giờ chúng ta đổi mới và khứ còn đi dì quan Việt tỏ tài bỏ quân chủ chơ mèn tài bỏ quan Việt sự chân hỉ quan Việt đề tành ở quân chủ chơ ít hơn hơn trường khứ mèn quân chủ chơ muộn nhai chu tiệt nọc hơn chơ hơn lợp nhất mèn mi chơ xoắn tải hơn mấy nỏng năm hàn và mười lan mi chơ mèn đầy tham trồn năm căn học hiên năm căn khứ hàn mèn chơ tài bỏ có đầy nho hơn chơ tài bọc đi quan Việt hơ mới nỏng men tẹp chu say cô tân học sinh hù dom chơ nham quân chơ tài bọc học hiền tân tựa nho sung chơ tài bọc hơ mới nỏng rủ mương sung bơn ỉ chu lợp hiên mi song quam có nhăng được chư châu cư tò men chơ nham nừng nửa quan Việt sẽ hến khơi khư quan tây thải tay mông hong mới nỏng.